Xin chào các bạn đến với shop quà tặng thủy tinh phong thủy. Video hôm nay shop xin được phép chia sẻ về cây bonsai và các giá có ý nghĩa phong thủy tài lộc. Nếu nắm được các bạn sẽ có nhiều tài lộc. Cây bonsai hay còn được gọi là cây cảnh. Nó là cây có sức sống mãnh liệt, được tạo hình độc lạ khác nhau với nhiều ý nghĩa tượng trưng khiến người chơi mê mẩn. Có rất nhiều kiểu dáng bonsai, tuy nhiên nếu không biết thì chúng ta sẽ tạo một cây bonsai cho đẹp nhà chứ không mang lại công năng phong thủy. Nào bây giờ chúng nói đến cái nguồn gốc sơ khai cây bonsai. Thật ra bonsai có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau đó phổ biến sang Nhật và các nước châu Á. Nghệ thuật chơi bonsai nổi tiếng nhất là Nhật Bản bởi sự sáng tạo, cầu kỳ và kỹ tính tạo ra những cây cảnh có 102. Bonsai tức là cây trồng trong chậu được uốn nắn tạo kiểu đẹp độc lạ. Cây bonsai có kích thước từ nhỏ đến lớn, phổ biến là các loại cây cỡ nhỏ có tuổi đời cao, thân gốc to xù xì, lá xanh ngược. Cây được uốn nắn theo các thế đẹp có phong thủy thịnh vượng, may mắn và tài lộc. Nói đến đây ta phải biết dùng cây bonsai làm gì. Cây bonsai được dùng để trưng bày trong nhà hoặc ngoài sân đều được. Ý nghĩa của thú chơi cây cảnh bonsai sâu xa là dùng hình ảnh sức sống mạnh mẽ của cây mà động viên cho mỗi người phải kiên trì, có quyết tâm trong cuộc sống, rèn cho ta đức tính kiên nhẫn, cẩn thận và khéo léo trong xử lý công việc. Bonsai đa phần là những cây cổ thụ lâu năm, thể hiện sự trường thọ là ước muốn của con người. Ngoài ra, cây còn tượng trưng cho quân, thần, phụ, tử, tam cương, ngũ thường, tứ đức. Trong đó quân là thân cây, quần thần tượng trưng cho cành cây lớn, phụ là nhánh cây nhỏ, tử là lá cây. Tam cương tức 3 tầng của cây bonsai, ngũ thường là 5 cành của cây, tứ đức là 4 đoạn của cây. Tiếp tục, nhà nào cũng phải có mấy dáng cây phong thủy phổ biến như thế này để vừa có cảnh đẹp vừa có công năng phong thủy. Hiện nay, bonsai có nhiều kiểu dáng độc lạ được người chơi sáng tạo ra. Ngoài những kiểu cây cảnh bonsai truyền thống thì còn có những dáng cực kỳ độc đáo, mới lạ kết hợp giữa nhiều nền văn hóa trong nước và ngoài nước. Tiếp theo là một vài kiểu bonsai phổ biến bạn có thể tham khảo. Thứ nhất, dáng bonsai tam đa là kiểu tạo nhánh ba thân chung cùng một gốc hoặc trồng ghép ba cây lại với nhau tượng trưng cho phúc, lộc, thọ được giới chơi cây cảnh ưa chuộng. Ý nghĩa, bonsai tam đa có ý nghĩa tượng trưng mang lại phúc lộc đầy nhà, gia chủ trường thọ. Thứ hai là thế bonsai thác ổ, tức là dòng thác lớn như đổ từ trên núi xuống. Thế cây thấp tán cây trải dài từ phần thân hướng xuống phía dưới chậu cảnh tựa như dòng thác nước. Ý nghĩa, kiểu bonsai này ý nghĩa tượng trưng đem lại nguồn nước, nguồn tài nguyên nuôi dưỡng sự sống. Sức trẻ dạt dào xông pha tiến về phía trước không ngại gian khổ. Thứ ba là thế bonsai ngũ phúc, là cái thế mà dân chơi cây phong thủy ưa chuộng do số năm trong phong thủy tượng trưng với ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là năm yếu tố quan trọng trong sự hình thành phát triển vạn vật. Thế cây dáng ngũ phúc tức trên một gốc có 5 nhánh thân lớn, lá tốt sung xuê, thân rễ xù xì lâu năm, hoặc một thân chính và 4 nhánh phụ, hay một cây có 5 tầng phân nhánh được gọi là dáng ngũ phúc bonsai. Ý nghĩa, ngũ phúc có ý nghĩa hội tụ đủ 5 yếu tố phát triển sinh sôi trong vạn vật, đồng thời với ngụ ý gia chủ khi trồng dáng này sẽ có đủ phúc, lộc, thọ, an, khang. Nhớ kỹ thế cây này nhà các bạn. Thứ bốn là thế bonsai thất hiền. Bonsai dáng thất hiền lấy hình ảnh của 7 vị học giả có cuộc sống vô ưu, tự nhiên tự tại luôn là quan làm ý tưởng tạo kiểu tượng trưng. Cây cảnh có một thân trụ, trên thân gồm 7 nhánh to dần từ ngọn tới gốc, các nhánh cành mọc so le nhau. Ý nghĩa thế cây thất hiền, niềm vui tận hưởng cuộc sống, luôn vô tư lạc quan trước những sóng gió cuộc đời mà ít màng đến danh lợi phú quý là ý nghĩa của bonsai dáng này. Thứ năm, thế bonsai đại trượng phu, ngụ ý chỉ người quân tử, hào hiệp tầm nhìn rộng lớn hay giúp đỡ người khác, người văn võ song toàn được người đời kính nể. Cây cảnh dáng này có thân to cao mập mạp thẳng đứng vững trải, cành to khỏe, lá sung xuê sức sống mãnh liệt tượng trưng cho bậc đại trượng phu anh hùng hào kiệt. Thứ sáu là thế bonsai song thụ. Song tức là hai, thụ tức là quấn vào nhau. Song thụ là hai cây cùng loại ghép vào một gốc, một cây cao một cây thấp cảnh sát nhau có 8 dòng qua thân ôm lấy. Ý nghĩa, thế cây song thụ bonsai tượng trưng cho sự hòa hợp, yêu thương và đùm bọc tương trợ lẫn nhau, thể hiện cho tình phụ tử, tình phu thê, tình bằng hữu.
thứ bảy là Thế Bonsai Long Chầu Hổ Phụng. Thế Long Chầu Hổ Phụng là kiểu kinh điển trong giới chơi cây cảnh. Để tạo được thế này đòi hỏi sự kỳ công tỉ mỉ từng chi tiết. Từ khâu chọn cây để tạo thế đến quy trình chăm sóc tạo kiểu đều hết sức nghiêm ngặt. Bởi vậy, Thế Bonsai này luôn làm nức lòng giới bonsai khi được mang ra trưng bày triển lãm. Ý nghĩa, rồng và hổ là hai loài vật có sức mạnh ghê gớm, tượng trưng cho quyền lực, uy mãnh bề thế. Trong phong thủy thì đại diện Thanh Long Bạch Hổ, trấn trạch, thu hút tài lộc. Thứ 8 là Thế Bonsai Tiên Nữ. Dáng tiên nữ mảnh khảnh nhỏ nhắn xinh xắn, thân cây uốn dẻo họa đường cong quyến rũ của các nàng tiên. Ý nghĩa, miêu tả thân ngọc dáng nà đẹp tuyệt trần của những tiên nữ được người đời ngưỡng mộ, thanh tao, trang nhã nhưng đầy cao quý. Thứ 9, Thế Bonsai Đại Lâm Mộc. Thế Đại Lâm Mộc tức khu rừng lớn, nhiều cây giáng trụ đứng nhỏ được trồng trên một diện tích vừa nhỏ, mô phỏng khu rừng tự nhiên giống thật nhất. Thân cây rêu mốc, thảm thực vật trông y như thật khiến người xem phải trầm trồ thán phục nghệ thuật tạo cảnh bonsai của nghệ nhân. Ý nghĩa, khu rừng già là sự trường thọ, cây cao cây thấp, cây già cây trẻ thể hiện gia đình đoàn tụ sung túc, con cháu thuận hòa ấm cúng. Thứ 10, bonsai dáng bạc phong. Dáng cây nghiêng như dòng bán nguyệt, các nhánh cây phỏng hiện tượng gió bão thổi bay. Cho dù giông tố, gió lớn cũng không khuất phục được cây, đứng nghiêng mình đón bão táp. Ý nghĩa, dù dòng đời nhiều cạm bẫy, nhiều khó khăn tủ nhục nhưng vẫn đứng vững, mạnh mẽ, kiên cường đối đầu gió lớn. Đến đây các bạn đã nắm hết được các thế cây phong thủy rồi đó. Đây là những chia sẻ cơ bản nên không đi sâu chi tiết về mặt phong thủy. Hứa hẹn ở các video sau shop sẽ chi tiết phong thủy từng loại để các bạn nắm nhiều hơn nữa. Hãy đăng ký kênh ủng hộ shop nhé.